Sáng ngày 26 tháng 5, trường tiểu học A Phú Hội Long Trọng tổ chức lễ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 năm 2022 và tổng kết năm học 2022-2023. Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân quyền, ông Võ Hoàng Lâm, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện. Được thành lập từ năm 1991, qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Trường tiểu học A Phú Hội đã không ngừng phát triển cả về quy mô trường lớp cũng như chất lượng dạy và học. Toàn trường hiện có 26 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% cán bộ giáo viên đạt trình độ theo quy định. Trường có khuôn viên đẹp, cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị dạy học đầy đủ, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu giáo dục. Các phòng học, phòng chức năng đảm bảo đủ các điều kiện cho việc dạy và học. Những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ giáo viên Học sinh nhà trường không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong từng năm học, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, cán bộ giáo viên nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, huyện vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, phong trào do ngành giáo dục tổ chức. Năm học 2022-2023, trường có 13 lớp với 380 học sinh xác định xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là nhiệm vụ quan trọng, tập thể thầy và trò nhà trường đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc năm tiêu chuẩn với 27 tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, 7 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 1 giáo viên tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện, 8 giáo viên và học sinh đạt nhiều giải thưởng ở các hội thi tỉnh, huyện. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể sư phạm nhà trường và chúc mừng trường tiểu học A Phú Hội được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân quyền mong rằng thời gian tới tập thể thầy và trò không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ ngành giáo dục đề ra, tiếp tục nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia trong những năm học tiếp theo. Dịp này, lãnh đạo Ủy ban nhân quyền, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã trao quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 năm 2022 cho trường tiểu học A Phú Hội. Quỹ ban nhân quyền biểu dương khen thưởng cho một tập thể và năm cá nhân tiêu biểu trong xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đồng thời trao tặng giấy khen cho nhiều giáo viên và học sinh nhà trường đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.